dạy các con bài toán luyện tập trang 26 cùng quan sát lên trên màn hình, không phải dở sách giáo khoa đâu nhá. Các con cùng quan sát lên trên màn hình. Bài tập số 1. Nhìn cho cô phần yêu cầu bài tập 1. Dấu lớn, dấu bé, dấu bằng và người ta điền dấu hỏi chấm bên cạnh. Tức là bài yêu cầu chúng ta điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng vào các ô trống bên dưới. Quan sát cho cô, nhìn cho cô. Bức tranh ở đây là các khối lập phương được xếp chồng lên nhau. Các con hãy quan sát và cho cô biết khối lập phương bên trái có bao nhiêu khối lập phương bên trái. Cho quan sát chuột cô chỉ trên màn hình cho cô biết có bao nhiêu khối lập phương bên trái, Tú Ly? Con thương cô là Nam ạ. À. Con thưa cô, 5 khối lập phương. Con thương cô là Nam khối ngợ luôn. Rồi, ngọc quá. Rồi, mời một bạn khác nào. Cho cô biết bên phải có bao nhiêu khối lập phương. Cô mời Hoàng Anh nào. Con thưa cô là ba Ba khối khối lập lập phương. Minh Anh trả lời ba khối lập phương. ba khối lập phương. Minh Anh chú ý nhá, cô không gọi con mà cô gọi Hoàng Anh. Nhưng mà con trả lời rồi thì thôi nhá, chú ý cho cô khi cô gọi. Các con hãy so sánh cho cô khối lập phương bên trái và khối lập phương bên phải là 5 so với 3 như thế nào? 5 so với 3 như thế nào? Cô mời Bảo Minh. Con thương cô là lớn hơn ạ. Nói lại nào, 5 như thế nào với 3? Con thương cô là lớn hơn ba. Cái gì lớn hơn 3? Con thương cô là năm ạ. Cái 5 lớn hơn cái gì? Cái gì lớn hơn 3? Con đương cô là năm ạ. Cái gì 5 lớn hơn cái gì? Con đương cô là ba. Tại sao lại không nói được đầy đủ cả câu? Nhanh lên! Con thương cô là con sẽ điền dấu Nói lớn. đầy đủ 5 lớn hơn 3 chứ không phải là 5 lớn hơn hay là 3 bé hơn. Đọc đầy đủ cho cô, 5 lớn hơn 3. Năm lớn hơn ba. Một hoa khen thì trả lời mãi không ra. Một trừ một hoa khen. Một hoa khen vào muộn không xin phép cô. Trước khi mà muốn vào muộn phải báo cô trước. Là trừ 2 hoa. Rồi. Vậy là ta có 5 khối lập phương nhiều hơn 3 khối lập phương. Và khi viết thì chúng ta đọc là 5, không phải nói là nhiều hơn nữa. Số lượng đồ vật thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Còn khi nói điền dấu chúng ta sẽ nói 5 lớn hơn 3. Chúng ta sẽ điền dấu lớn 5 lớn hơn 3. Vậy tương tự như vậy các khối lập phương còn lại, cô mời cả lớp làm cho cô vào trong sách bài tập. Làm cho cô vào trong sách bài tập trang 23. Cô mời cả lớp làm. Ở phần dưới không cô? Làm cho cô bài tập số 1, trang 23. Nhưng có phải là phần dưới không ạ? Các con nó bảo làm bài tập số 1, trang 23.
Rồi bạn nào làm xong giơ bút lên cô xem. Vậy bây giờ bạn nào giúp cô cho cô biết khối lập phương tiếp theo. Ta có bên trái là bao nhiêu khối lập phương, bên phải và so sánh cho cô. Cô mời Gia Bảo nào. Thưa cô là 4 bên 6 ạ. Bên trái là 4, bên phải là 6. Vậy ta có 4 bé hơn 6. Vì sao ở đây con lại điền bé hơn mà con không điền lớn hơn hoặc bằng? Gia Bảo. Dạ là 4 đằng trước ạ. Vì 4 làm sao? 4 khối lập phương làm sao? 4 khối lập phương ít hơn. Ít hơn 6 khối lập phương ạ. Rồi. Ở ô trống cuối cùng, cô mời một bạn điền cho cô. Cô mời bạn Huyền Nhi điền. Con đừng coi là 7 cộng 7 bằng 3. 7 cộng 7 bằng bao nhiêu? Bằng 3. Đọc lên cho cô xem nào. Dấu bằng 3. Đọc cả phép tính lên. 7 bằng A. 7 là bằng A đúng không? Vậy là 7 bằng A đúng không? 7 bằng 7. Rồi, chú ý nha. Đọc cho cô là 7 bằng 7 chứ không 7 là bằng A đâu nha. A không bằng được 7 khối lập phương. Chú ý nha. Khi đọc là phải đọc rõ ràng. 7 bằng 7 không phải là 7 cộng 7. Cô tưởng là Huyền Nhi biết cộng số 7 với 7 rồi, nên cô đang muốn hỏi 7 cộng 7 bằng bao nhiêu. Chú ý nhá. Và khi cô yêu cầu làm cho cô bài tập số 1 trang nào, các con chỉ làm bài 1 thôi. Vừa nãy cô nghe thì có một bạn hỏi cô ơi có làm phần dưới không? Phần dưới là phần nào? Dưới hay trên? Miễn là nó ở trong bài tập số 1. Còn phần dưới là bài tập khác mà mình đã làm đâu. Cô giáo chưa bảo làm bài tập số 2. Nghe rõ chưa nhỉ? Nghe rõ chưa nhỉ? Rồi à. Rồi bây giờ. Rồi à. Bây giờ cả lớp quay lại. Vậy bạn nào giúp cô điền cho cô ở hai ô trống ở cột đầu tiên nào? Không, đưa cô là 4 bé hơn 7 nha. À. 4 bé hơn 7. Rồi rất chính xác. Cô cảm ơn Quang Minh. Tiếp tục cho cô. Cô mời bạn Trọng Hiếu nào. 6 như thế nào với 3? 10 bé như thế nào với 3? Lớn hơn 2. 6 cơ. 6. Con đưa cô là 6 lớn hơn 3. 6 lớn hơn 3. Rồi rất chính xác. Cảm ơn con. Tiếp tục. Mời Ngọc Linh nào. Con thưa cô là 10 lớn hơn 2 ạ. Rất chính xác. Đức Phú. Cô thưa cô Đức... 9 bằng 9. Đức Phú. Con thưa cô 9 bằng 9. Rồi làm sao nhanh nhá. Rồi tắt mic. Cảm ơn con. Chính xác. Rồi tiếp tục nào. Mời Minh Nhật. Không bé hơn 7. Ta điền dấu bé chú ý nhá. Rồi 1 như thế nào với 8? Cô mời Bảo Ngân. Con thưa cô 1 bé hơn 8 ạ. Rồi chính xác. 8 như thế nào với 10 Nhật Anh? Đây điền thì đúng không? Con chưa cô là lấy dấu 8 nhỏ hơn thế nào 10. Với 10? Con chưa cô là 8 nhỏ hơn 10 ạ. Bé hơn 10. Dấu bé chú ý nhá, dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. 8 bé hơn 10. Đọc lại. Chưa cô là 8 bé hơn 10. Rồi. Cảm ơn con. Tiếp tục câu cuối cùng. Cô mời Trâm Anh nào.
Cô là 5 bằng 5. Rồi tốt, cảm ơn con. Rất chính xác. Vậy là các con cùng quan sát lên trên màn hình. Mình sẽ kiểm tra với phần sách bài tập của những bạn lúc nãy đã làm nhá. Xem mình có đúng không. Và về nhà chúng ta, bạn nào mà chưa hoàn thành sách bài tập thì về nhà hoàn thành cho cô sách bài tập trong trang 23 bài tập số 2 nhá. Bây giờ cô mời cả lớp khoanh tay. Bạn nào mới chưa xong thì mình cũng chưa viết tiếp đâu nha. Dừng lại nào. Lấy cho cô bộ đồ dùng học toán, thanh gài và bảng số. Thanh gài và bảng số. Bảo Ngân văn mít. Quan sát lên trên bài tập số 3, lắng nghe cô đọc yêu cầu. Xếp các số sau: 4, 8, 6, A theo thứ tự từ bé đến lớn. Tức là những số nào bé trong 3 số này, số nào bé thì mình xếp trước, số nào lớn thì mình xếp sau. Các con sẽ sử dụng thanh gài và xếp cho cô phần A từ bé đến lớn. Nhớ nhá, chỉ có 3 số, chỉ có 3 số 4, 8, 5 thôi. Không được xếp cái số mà ở ngoài mình tự nghĩ ra nhá. Mời cả lớp gài cho cô vào thanh gài. Cô khen Gia Bảo Hoàng Yến rất nhanh. Cô khen Thiên An Huyền Nhi. Đúng rồi, Ngọc Linh và Nhật Anh rất nhanh. Cô khen Khánh Chi và Đức Khang. Cô khen Trọng Hiếu. Rồi, các bạn quá nhanh lên. Cô khen Phúc Lập và Sĩ Long Minh Quân. Tư bản tăng số chữ. Rồi, nhanh lên nha. Giỏi quá. Xuân Kiên có bài. Xuân Kiên, bài của Xuân Kiên là... Ai đang nói đấy? Bài của Xuân Kiên là 5-3-4. Đức Cường tắt mic. Vậy 5-3-4 có số 3 và số 4 có ở trong bài tập số 3 không? Số 3 và số 4 có trong bài tập không nhỉ? Không, chú ý nha. Có bạn thì đã gài luôn phần B, là cô không yêu cầu. Đó là Minh Tuấn, cô không yêu cầu gài phần B nhá. Được chưa? Phần A, giơ lên nào, giơ lên. Giỏi quá. Phần A chúng ta sẽ có từ bé đến lớn, tức là những cái số nào bé chúng ta viết chưa? Số 4 bé nhất chúng ta viết chưa? Sau đó đến số bé nữa, đó là số 5. Và số cuối cùng to nhất thì để to là 8. Vậy từ bé đến lớn là 4, 5 và 8. Rồi, rất nhiều bạn giỏi. Cô khen tất cả các con đặt bảng gài xuống nào. Đặt bảng gài xuống. Rồi khoanh tay. Để nguyên nhá. Để nguyên. Ngọc Linh tắt mic. Để nguyên nhá. Bây giờ này, quan sát tiếp lên trên màn hình. Ngọc Linh tắt mic. D. Theo thứ tự từ lớn đến bé. Vậy từ lớn đến bé là số nào lớn viết trước, số nào bé viết sau? Rút cho cô các số lúc nãy. Rút ra, gài lại cho cô. Từ lớn đến bé, số nào lớn gài trước, số nào bé mình gài sau. Ngọc Thư. Cô khen Trọng Hiếu rất nhanh. Cô khen Nhật Nam rất giỏi. Đúng rồi, Phương Nghi. Nhưng mà cô chỉ yêu cầu các bạn gài phần B thôi nhá. Phần A xong rồi bỏ đi. Lần sau cô yêu cầu mà cả hai phần A phần B thì mình sẽ gài cả hai dòng. Đúng rồi, Phúc Nhân tốt rồi. Quý nha. Rồi, bây giờ cô mời một bạn đọc bài làm của mình nhá. Cô mời bạn Bảo Ngân đọc bài làm của mình. Sắp xếp cho cô theo thứ tự từ lớn đến bé. Viết số lớn trước, Bảo Ngân. Con thưa cô là 8,
đến 5, xong rồi đến 4 ạ. À, 8, 5, 4. Rồi, cảm ơn tất cả các con. Mời các con đặt thanh đài xuống, khoanh tay và lắng nghe cô hướng dẫn. Khoanh tay nào. Khi mà mình gài ở trên cái thanh gài á, thì mình số 1, đúng chưa? Khoanh tay này, chưa ai rút thanh gài, khoanh tay này. Cô trừ hoa sen của những bạn đang mắt tập trung chưa nhìn cô này. Ai cũng phải nhìn lên cô này. Khi mà mình sử dụng thanh gài thì mình sẽ gài từng số 1. Thế nhưng mà khi mà mình viết vào trong bài tập số 3 trong sách bài tập ấy, các con lưu ý nha. Khi mà mình viết trong sách bài tập thì mỗi số sẽ cách nhau một dấu phẩy, phẩy hoặc chấm phẩy, và hay kết thúc thì chúng ta sẽ chấm cho cô. Túi nha. Túi này giống như trên màn hình của cô đã viết, đó là số 4 phẩy, xong đến số 5, xong đến số 8. Ngược lại, từ lớn đến bé thì cái số lớn trước, 8, xong phẩy, 5, phẩy, 4. Chúng ta không cần viết chấm phẩy, mà chúng ta chỉ cần phẩy ở dưới thôi cũng được. Còn trong phần gài, bằng thanh gài, chúng ta không cần phẩy nhé. Chúng mình đã rõ cách làm trong sách bài tập chưa nhỉ? Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi. Phải gửi vào Azota cùng mấy bài viết nhá. Gửi tất cả bài tập, bài sách bài tập. Rồi. Rồi. Rồi, chúng ta cùng vào bài tập số 4, cả lớp khoanh tay. Cả lớp khoanh tay. Khoanh vào tên bạn có ít tiền đi nhất. Người ta yêu cầu mình khoanh vào tên của bạn có ít tiền đi nhất. Ở trên màn hình, các bạn có tên như sau: bạn Lê, bạn Hà và bạn Vũ. Vậy khoanh vào cái tên thôi, không khoanh vào tiền đi, mà cũng không khoanh vào người. Cả lớp khoanh cho cô vào trong sách bài tập trang 23. Khoanh vào cái tên thôi. Ai xong rồi chống bút lên nào. Giỏi quá, rất nhanh. Rồi, mời Nhật Nam. Con sẽ khoanh vào tên của bạn nào? Con sẽ khoanh vào tên bạn Vũ. Vì sao con lại khoanh vào tên bạn Vũ? Vì bạn Vũ có nhiều, có ít viên bi. À, có ít viên bi nhá, đúng không? Thế ừ. Không? Bạn Vũ có mấy viên? Có biết thí gì chưa? 6 ạ. Thế còn bạn Hà có mấy viên? Ờ, 7 ạ. Thế còn bạn Lê có mấy viên? Viên nói cho không thí. 9 ạ. À, bạn Vũ có 6, Hà có 7 và bạn Lê có 9. Vậy là bạn Trần Nam đã quanh vào đây. À. Lê thì có 9, Hà có 7 mà Vũ thì chỉ có 6 thôi. Vậy chúng ta sẽ khoanh vào tên của cái bạn không có số bi nhỏ nhất, đó là bạn Vũ nha. Trên màn hình cô giáo để hiệu ứng như này để các con biết được số bi của các bạn, chứ không khoanh giống cô, mà các con chỉ khoanh tên của bạn Vũ thôi. Nghe rõ chưa nhỉ? Con nghe rõ chưa nhỉ? Rồi ạ. Vũ có số đi ít nhất thì 6 sẽ bé hơn 7, mà 7 cũng bé hơn 9. Các con cần biết vận dụng cách so sánh, đặt những câu hỏi về so sánh để liên quan đến các tình huống trong thực tế. Và về nhà các con có thể so sánh các đồ vật của mình với bố mẹ hay anh chị em trong gia đình, xem ai được có nhiều hơn, ít hơn và lớn hơn bằng nhau hay là bé hơn. Về nhà các con hoàn thành nốt cho cô phần bài tập ở trong sách bài tập toán nha.